Ok và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kế bên mình chính là một vị khách mời vô cùng là nổi tiếng, YouTuber triệu subscribe, Mèo Simmy. Ta-da. Ok, thì hôm nay như các bạn đã đọc tiêu đề, các bạn cũng đã biết, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái thử thách là 1k và 100k. Thì lần này phần thưởng sẽ là gì nào anh em? Thì nếu như anh em không biết thì trong tập trước á, bọn mình đã làm một cái 1k và 100k cùng với lại là Sammy, là chị của Simmy nè. Thì bọn mình đã làm về cái bánh kem 1k và bánh kem 100k. Đó, các bạn nào đã chưa xem video đó hãy vào xem để ủng hộ cho mình nha. Ok, còn phần thưởng lần này các bạn biết là gì không? À, phần thưởng lần này chính là chiếc áo. Tại sao mình lại nói là áo? Tại vì là hiện tại là mình đã có được một cái áo 1k, một cái áo 100k. Ok, mình sẽ cho các bạn xem trước cái áo 1k nha. Thì cái áo 1k đây, đây chính là cái áo 1k. Các bạn xem nè, cái áo 1k này á thì nó chỉ là một cái áo màu đen bình thường thôi, và nó chẳng có gì ở trên áo cả, các bạn coi nè. Đó, cái áo chỉ là một cái áo bình thường và không có một tí gì đó gọi là trang trí hay là hình ảnh gì trên cái áo, các bạn thấy không? Đó. Bởi vậy cho nên mình mới đặt cho nó là cái áo 1k. Còn cái áo 100k là áo gì các bạn biết không? Mình sẽ cho các bạn xem đây. Đó. Ta-da! Áo Hero Team. Đây cho các bạn xem nè. Đây, đây chính là áo Hero Team nha các bạn. Các bạn xem nè, cái anh mà vàng vàng ở phía giữa này là ai các bạn biết không? Bạn nào biết bình luận cho mình biết nha. Này các bạn được 5 giây để bình luận nè. 5 4 3 2 1. Ok, và các bạn đã đoán được cái anh vàng vàng ở giữa này là ai chưa? Đó, đây chính là anh Mr. Dịch nha các bạn. Rồi, tiếp theo bên đây màu xanh chính là mình nè, là Phong Cận nè, màu xanh dương nè. Bên đây màu hồng chính là Timmy nè các bạn ơi. Đó, còn bên đây cái bạn mà màu xanh lá cây đang cầm cái cục sô-cô-la nè, đó chính là bạn Camui đó. Còn bên đây chính là Sammy Đào nè. Trên đây nữa sẽ là một cái bạn mặc dù là rất là ít xuất hiện trong video của các thành viên của Hero Team, nhưng mà cũng là thành viên của Hero Team, chính là Khang Dừa nè. Đó, và bên đây các bạn đoán đây cái màu đỏ là ai bạn biết không? Trời, trong team có đúng một ông siêu nhân đỏ, đó chính là Chiron TV nè. Đó, còn bên đây chính là mèo Simmy của chúng ta nè, mèo Simmy nè. Đó, còn một nhân vật rất là bí ẩn nè các bạn. Coi nè, ôi nhân vật này là ai các bạn? Này, cái nhân vật nè, cái nhân vật mà cũng có một cái tai giống Chiron nè, rồi có hình trái tim trên đầu rất là nhỏ con luôn, đứng ở trên đầu anh Dịch nè. Đây chính là ai các bạn biết không? Bạn nào biết bình luận cho mình biết nha. Các bạn cũng được 5 giây bình luận nha. 5 4 3 2 1. Ok, đây là nhân vật nào nữa các bạn bình luận cho mình biết, đây là nhân vật nào? Đây nè, bình luận đi, nhân vật này là nhân vật nào nào? Đó, ok, các bạn nào đã đoán đúng chưa? Thì nhân vật này chính là nhân vật Bé Mưa nha các bạn. Là nhân vật này là nhân vật Bé Mưa, là nhân vật của Simmy đã tạo ra nha. Đây, đây chính là cáo 100k nè. Nhưng mà mình nhớ hình như là ở trên web á, là nó bán là ở trên shop á, cái này nó bán tận 150 lần đúng không? Cáo này đến tận 150 lần, nhưng mà nói chung là nó trên 100k, cho nên mình sẽ nói là áo 100k nha. Và lần này mình với Simmy sẽ tiếp tục chơi mini game của Mini World, và người nào chiến thắng sẽ được cáo 100k, còn người nào thua sẽ được cáo 1k đó. Ok, là cáo 1k nhìn nè. Bùi nhùi, trời ơi, nhìn khác với đùi dẻ không? Ôi trời ơi, không có ai muốn cáo đâu, người ta muốn cáo này không à. Ok, và chúng ta có thể cùng nhau vào Mini World và thi đấu Mini World để coi ai sẽ là người nhận được áo 100k nha. Ok, let's go, đi thôi. Ok, các bạn ơi, mình đã mời Simmy vào trong Mini World với mình rồi đây đó. Ok, hiện tại là mình đang ở trong một con map bắt cua mà mình không biết cái map này tên là gì, mà mình thấy trong đây nè, có quả táo nè, quả chuối nè, quả nho nè, tùm lum tùm la luôn đó. Mình nghĩ là cái này là map bắt cua trái cây. Ok, thì vậy á, đúng rồi, cái map này là của một bạn có tên là bạn Bông nha. Bạn này có tên là Bông, trời nghe dễ thương nè. Ê, cái skin của bạn ấy cũng là bông hoa luôn nè. Trời, cái skin y chang cái tên luôn các bạn ơi. Đúng rồi, cái skin mẹ ấy. Dạ. Trên đầu bạn đó có một cái bông hoa hồng nè đó. Cái ID của bạn đó là 8326627. Bạn nào mà muốn tải cái map này về chơi hay tải ủng hộ cho bạn này nha. Ok, cảm ơn bạn đã tặng cho lòng nhầm, cảm ơn bạn đã xây một con map như thế này để cho mình chơi nha. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đó. Ok. Rồi ok. Đây, bây giờ mình với lại Simmy sẽ thi đấu bắt cua để coi ai là người giành được chiến thắng nè. Chuẩn bị chưa? Rồi. Ok. Rồi từ để xem coi. Rồi ok, rồi chuẩn bị nha. 1 2 3. Rồi, bắt đầu nhảy nào. Nhảy nè. Ôi, chỗ này có mấy cái quả táo mô hình nữa nè. Nhiều cái đám đúng dễ thương luôn. Đúng rồi. Để thua được. Đây là quả táo rồi, còn bên đây là quả chuối nè. Đó, bên đây là quả chuối nè. Dạ, con này view đúng đẹp luôn á. Đẹp không? Rồi xong té. Ơi tôi té. What the heck? Không thể thua được các bạn, mình phải giành được cái áo gọi là 100k bạn ơi, áo còn lâu. Còn lâu, làm sao mà nhận được. Ai à, té rồi. Này thì không được thua.
Mình để ý nha, là Simmy với lại Sammy có một đặc điểm rất là giống nhau đó, chính là chơi gì ta? Chơi bắt cua cực kỳ nước. À té thôi. Ok, mình không định thua được các bạn. Xin xem coi, bên đây là quả gì đây ta? Quả này hình như là trong game Mini World hình như là quả cherry hay là quả gì ta? Hình như quả này là quả cherry đúng không ta? Bạn nào biết quả này là quả gì bình luận cho mình biết nha, mình không biết quả này là quả gì luôn nè. Ok, đó, nhảy qua đây. Không nhảy xuống đây. Nhảy lên đây. Đấy. À, ok. Ồ, quả cherry sao màu tím nhỉ? Tính ra nó phải màu đỏ, bạn này bio hơi sai màu nha. Ờ đúng rồi. Rồi tiếp theo quả này là quả dưa hấu. Trời, quả dưa hấu gì nhìn lạ vậy. Ok. Ở dưới có một cái bio pixel rất là đẹp đúng không ạ? Ờ đúng rồi. Ôi. Wow. Nhảy qua đây nào. Ôi cái chỗ dưa hấu đi thì nhảy khá là dễ đó. Tiếp theo là quả cà rốt. Ui chị cá mui. Chị cá mui nè. Ê sao mà nhìn chị cá mui hơi kinh dị vậy ta? Ờ nhìn giống con dao á, tôi thấy nó giống con dao quá. Không, ông nhìn ở lần trước nó giống mấy cái rêu mà. Ôi kinh dị quá. Ôi ghê quá trời. Ôi nhìn nè, sao nhìn giống như nó đang bị tan chảy nè, nhìn ghê quá. Ghê thật sự luôn á. Ê Simmy, bà ăn thịt gà cho bà nhảy cho dễ. Ờ không, tôi muốn chơi. Cái này là gì ta? Chơi chân. Bùm, cái này là gì ạ? Bóng hoa hả? Rồi xong Simmy. Này thì không chịu ăn thịt gà nè, bày đặt. Tôi là tôi muốn gọi là trong sạch trong sáng rồi ông. Đấy. Rồi té nó nè, này thì không chịu ăn thịt gà chứ nè. Ủa? Okay. Ủa rồi cái này là quả gì đây? Quả gì nhìn giống từ gì giống kết hợp giữa quả cà rốt và quả dưa hấu vậy? À, quả dâu tây. À, cái này là quả dâu tây các bạn ơi. Đây là quả dâu tây nè. Dâu tây. Wow, nhìn dễ thương quá, nhưng mà tại sao bạn làm cái chạy gì nó kinh dị. Ôi, Phong nhìn con gì kìa. Bé dâu tây gì ghê vậy? Quái vật dâu tây. Quái vật dâu. Ây da, ây da. Ây da, nó quýnh tôi biết thành con heo luôn rồi. Ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da, chạy. Ây da, ây da. Ây da. Ôi, xong nó giết tôi luôn rồi. Bé dâu tây mà kinh dị vậy á. Trời ghê quá. Trời bé dễ thương dễ đó. Nó không dễ thương chút nào cả các bạn ơi. Nó quýnh mình kìa. Trời ơi con quỷ. Con quỷ dâu tây. Trời mày nhớ mắt tao nha mày. Nó dễ thương chỗ nào vậy? Trời nó quýnh tôi sắp mặt luôn. Tiếp theo là quả gì đây? Đây là trái xoài à? Trái xoài đúng rồi. Đây là trái xoài. Trái xoài đúng rồi. Nhảy qua đây. Làm từng nhìn vui á. Ờ nhìn vui nha. À đây là block tàng hình. À block tàng hình đúng không? Ok. Nhảy qua đây. Tôi sẽ nhảy lên trái xoài. Rồi sập té luôn. Đấy. Úi sợ ơi. Úi sợ ơi. Simmy quá được hả? Hây. Trời. Tôi cũng qua được luôn rồi nè. Rồi quả này là quả gì đây? Trái màu xanh nè. Trái này trái gì ta? Ôi cái bạn đã biết trái này trái gì, mình nhớ quen lắm nè. Nhìn giống quen rồi. Nhìn giống quả cherry nhưng nó lại có màu xanh. À đúng rồi. Việt Quốc đúng rồi. Quả này là quả Việt Quốc đúng rồi. Đó, ok. Ok. Tên rất là Việt nhưng thực ra là Quốc. Đó, Việt Quốc nha. Đó. Ok rồi qua đây. Ôi cái quả này là quả gì đây? Quả đây quả gì đây? Coi. Quả xoài hả? Sao chanh bên kia? À không. Ủa sao trên lại là... Ủa chanh đúng rồi cái này là quả chanh. Không. Còn quả bên đây là quả gì? Cái này màu xanh mà. Khoan, hay là trời sao mấy cái mình nó thật chứ tôi nhìn nó cứ giống kiểu quả cherry đổi màu á, kiểu như màu hồng, màu xanh, màu tím mà. Ờ đúng rồi. Wow. Là sao? Còn bên đây là quả thơm nè. Bên đây là quả thơm nè. Bên đây là quả thơm à. Ok. Trời ơi, quả thơm có mấy con mẹ dâu chứ đó làm gì vậy? Trời đất ơi. Ôi, cái quả thơm mình bơi được, cái quả thơm mình bơi được. À bơi, ok. Phải rồi, cái quả thơm là mình phải bơi. Ờ bơi. Nè, bơi. Nè, bơi nè. Ây da, té xuống. Trời ơi, tôi sợ mấy con bé dâu quá, thôi tôi né nè. Sợ con nó lắm. Nhìn mặt gì mà dễ thương. Hay. Gì mà ghê quá. Tới lên. Ok, bơi được rồi nè. Rồi. Ok. Nhảy qua đây. Rồi. Ok, rồi bây giờ là mình sẽ ui, ở đây một đống trái cây luôn à Sim. Sim. Bên đây một đống trái cây luôn. Đây là những trái cây mình đã từng nhảy nè các bạn. Wow. À đúng rồi. Ủa rồi giờ chúng ta sẽ đi vô đây hả? À, cần mua dâu tây. Ủa, mua dâu tây ở đâu? Mua ở mấy con này hả? Ơi đúng nè, mình mua dâu tây ở con này Sim ơi. Mua rồi phải không? Ok, mình đã mua được một quả dâu tây nè. Ok rồi. Trời đất ơi, hấp dẫn. Mình phải xuống mình mua dâu tây của mấy con bé dâu tây. Cái này mua sticker dâu tây làm gì? Sticker dâu tây. Ủa tao đâu có biết. Mua rồi ok, mua dâu tây nè. Rồi qua đây đúng không? Ok. Ủa, đây là đâu vậy? Wow, một chỗ khác nữa. Rồi đi xuống đây để xem coi chỗ này. À, đường đi bên đây đúng không? Wow. Hai hướng luôn mà. Hai hướng luôn trời. Ui, bên đây là tiếp theo nữa là kem. Kem hả? Ui, đây là kem nè. Wow, kem tình yêu hả? Nhìn dễ thương vậy. Phải rồi. Kem mà có hình trái tim ở phía trên nữa chứ. Ok rồi. Mình công nhận là bạn này xây mát rất là nhìn dễ thương. Rồi, tiếp theo nữa là que kem. Que kem. Cái này là que kem hả? Ui, mấy cái que kem nè. Mình phải nhảy lên mấy cái que kem mấy bạn ơi. Ôi trời lạnh quá. Nhảy lên mấy cái que kem lạnh quá. Này nó
nó không có dễ thương nhưng mà màu nó rất là đậm đà các bạn ơi. Ây da, tay á, sắp mặt rồi trời. Mình đề nghị là bạn này nên bio kem sô cô la nha. Mình không thích kem Việt Quốc đâu. Đúng rồi, mình không thích kem Việt Quốc chút nào cả. Đúng rồi, không thích Việt Quốc đâu, không thích Việt Quốc đâu. Quá, nó nhỏ quá. Nhảy quá. Mình nhảy hình mình phải canh này thôi té đó. Ôi. Hey, rồi tôi qua được rồi nè. Ok, đây qua luôn. Trời ơi, tôi. Ok, tiếp theo đó là kem ly hả? Cái kem nó quay vòng tròn nè. À, đây là chạy nhanh này Phong, này phải ăn. À, ok, đi ok. Đi luôn nè. Cái que kem nó quay vòng tròn. Rồi xong. Simi qua được rồi. Tôi bị cái que kem nó tán, tôi xe té sắp mặt rồi. Hay kem nó tán xong nó. Ây da, nó tán tôi. Ây da. Cái que kem mất dạy, nó dám tán tôi. Tiếp theo đó là bánh quy. Phải nồi bánh quy qua vòng tròn. Đấy, mình phải nhảy lên hả? Đó, ghê không, ghê không, tôi qua được rồi. Rồi Simi bị kẹt nó luôn. Vừa quá à. Rồi xong, tôi lên đây được rồi nè. Nha. Đây chưa? À, nó bị mấy con kem nó tán lại à các bạn ơi, khó quá à. Được. Bánh quy quay vòng tròn, phải nồi. Quy này nó là nhảy sao ta, tức là mình phải nhảy xong mình đợi nó chạy tới à, để coi coi. Ui. Không, sim phải nhảy lên trên nó luôn, hiểu không? À, ok. Ok, tan ta da. Cố lên sim, cố lên. Hay quá. Ôi, ok, qua được rồi, Simi hay quá. Tiếp theo là gì đây? Kem sô cô la. Ê, sao cái bánh sô-cô-la nhìn nó không ngon mà ơi. Ừ, nhìn nó ghê ghê sao. Cái bánh sô-cô-la nhìn nó ghê ghê sao. Ồ, cái này đi là tán nè. Ây da, nó tán tôi ra trời ơi. Ây da. Ê, tính ra tôi không bị tán luôn. Ê, sao tán một đứa mà tán chung luôn vậy, tán hùa hả? Ai biết. Ở Simi bị tán ra xuống dưới. Hey. Yeah, tôi qua được rồi nè. Ta da. Ok, được rồi. Không thể tán hùa sao qua được. Ui, ui. Rồi, Simi đã bị xoay rồi trong cái máy xay sinh tố. Trời đất ơi. Có lắp màn hình á. Chỗ này nó có lắp màn hình á nha. Màn hình, cũng có mức dạy nè. Đấy, dồi ôi. Đi qua đây, ok đúng rồi đó, rồi lưu điểm hồi sinh. Ồ, ok kem này nhìn được đấy. Xuống là tiếp theo là que kem dạng que kem. Que kem này là que kem gì bự quá vậy, cái này sao nhét vô miệng được. Que kem bự dữ vậy. Ok, ồ đây là kẹo đúng không? Ờ à, kẹo, kẹo mút. À, chỗ này là kẹo mút nè. Ừ, này còn dễ thương đấy. Này còn nhìn còn cưng đấy. Nhưng mà nhảy khó lắm nha, chỗ này nhảy khó lắm luôn á. Hey. Mình công nhận là bạn này rất là mất thời gian build mấy cái map gọi là nhỏ nhắn, xinh xắn mà khó chịu. Trời ơi, té rồi. Thời luôn á. Nhìn mấy cái viên kẹo tôi thấy tôi đã thấy nó khó nhảy rồi đó. Dạ. Dạ. Thời xong té rồi. Wow. Tôi té nhưng luôn bạn... rồi. Trong tất cả các món mà các bạn thấy tụi mình từng nhảy qua, bạn thấy gọi là món nào ngon các bạn đừng quên bình luận dưới nha. Mình thấy có món ngon luôn á. Mấy bạn ơi, chỗ này khó nhảy quá, bọn mình nhảy hồi nãy giờ chưa được nữa. Hơi Hasagi. Chưa qua được luôn, trời ơi chỗ này khó nhảy vậy. Không biết là có cái con tướng nào chạy nhanh không ta, để mình sẽ triệu hồi nó gì ta. Con gì chạy Sonic. Tèo gì vậy? À, mình bây giờ mình làm sao để nhảy nhanh. Trời ơi, mình cần lắm một cái trong chống tre của Doraemon để mình bay qua luôn. Doraemon ơi, Doraemon. Trong tre nè, Nobita. Mèo máy thông minh. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con mèo máy nó phải hát nghe dễ thương lên chứ mà hát mèo máy gì ghê ghê vậy? Kiểu tôi đang nhảy xong thì nó rớt. Hay. Ok qua được rồi. Hey, này phải nhảy từ từ rồi. Thôi. Không nhảy thôi, không nhảy gắt được đâu. Nhảy từ từ Phong thôi. Ơi, đừng nhảy sớm Phong ơi. Khó nhảy lắm nha. Trời ơi, còn cái tí nữa. Ủa, khoan cái từ. Hình như chỗ này mình bắt cua hai block qua được. Ôi ôi. Úi dồi. Ôi trời ơi. Tôi bắt cua hai block tôi leo lên được nè. Ôi ghê vậy. Được không? Chỗ này chỉ cần biết cách bắt cua thôi là được. Bắt cua hai block là leo lên được liền. Mình không biết phải là... Chị ạ xem. Chỉ nè, tôi chỉ nè, lại đây, tôi chỉ nè. Không có nhảy đi. Bây giờ nè, bà từ đây nè, bà chạy tới gần tới xong bà bấm phím cắt hai lần là bà nhảy là được, hiểu không? Đúng là mấy người thích bắt cua, tôi không thích bắt cua này. Trời đất ơi, mấy con bóng lông hiên cho ta qua đấy. Thôi mình bỏ con mèo Simi bên đó luôn. Ơi, chiến thắng bên kia kìa, trời ơi. Mình sắp mình qua đó mình sẽ chiến thắng. Ok, rồi bà nhảy qua đây. Ta không để tôi chơi ngươi được. Ta cực kỳ. Ta sẽ đợi ngươi ở đó, ta không cần chờ ngươi nữa, ta sẽ đi đây. Ta cần cái áo. Đợi ngươi, ta không cần biết. Ngươi thích cái áo đúng không? Ta cũng thích cái áo, ta đâu có ngu gì ta cho ngươi. Ta không thể cầm cái áo nuôi dễ được.
Ngươi lấy cái áo màu đen và làm đồ vẽ đi. À không, ngươi hãy mặc áo đồ vẽ đi. Không, mình không mặc cái áo đồ vẽ các bạn ơi. Áo đi không có giá. À okay. Chết rồi. Sắp quyền rồi. Dạ. Dạ. Thế này là xong một đời mèo Simmy rồi. Trời ơi. Rồi mèo Simmy kỳ này biết thành cô. Mèo cô gì ta? Cô cô bé lọ lem à. Cô bé lọ lem phải mặc áo đồ vẽ. À, ok được qua rồi. Nhảy này nè. Trời đất ơi. Qua đây. Con trời đất ơi, bây giờ tôi chưa qua nữa. Ây da, trời ơi, tôi té hoài à. Không được thua, không được bắt thua. Bắt cô hai block lên. Ý chí quyết thắng các bạn ơi. Map này công nhận hay thật đấy, nhưng mà hơi ức chế thôi. Không sao. Cũng thắng được, Trời đất ơi, bóng lông chiên. Cái gì? Trời đất. Okay. Ông, tôi bảo mấy cái hey. Kẹo mà. Ok, tôi sắp qua được rồi. Tôi sắp quyết rồi. Trời té rồi. Không. Trời ơi, chết luôn. Tức quá mà, từ nãy giờ té mấy chục lần rồi đó. Mình không thể thua được. Té nữa rồi, trời ơi, trời. Tôi nói thiệt, tôi tức lắm luôn á nha. Tôi tức lắm rồi nha. Tức lắm luôn á, trời. Tức, nghe mà tức luôn á. Tôi chơi game mà tao tức luôn á. Trời ơi, có đứa nào xem mà thấy tức không? Còn mấy phía dưới luôn nha. Xem mà tức luôn á. Trời đất ơi. Ok, qua được rồi. Hey. Ok. À, té rồi, trời ơi. Mắt này cay nha, mắt này đúng cay luôn trời. Cay thiệt mình... sự luôn á bạn ơi. Mình ăn nguyên mấy tô mì cay chưa cay bằng mắt bằng màn này, thật sự. Trời ơi, còn có một màn nữa là qua, cái là mình thắng rồi mà tại sao mình không qua được? Trời ơi. Sóc bay xin tài trợ chương trình. Ơi Simmy trang gian, Simmy chơi sóc bay các bạn ơi. À đâu, chơi đâu? Trời có ai thấy đâu? Không ai thấy đâu. Simmy lấy con sóc bay ra, Simmy bay kìa trời. Không ai thấy hết, không ai thấy là không phải tội lỗi không? Ok. Kia. Tôi té rồi. Ok. Tôi té rồi. Trời ơi trời. Cái map bạn này sao ức chế, nhìn dễ thương ức chế quá. Không, mình phải thắng. Trời ơi, tôi nói tức, trời ơi, tôi tức. Ôi trời, nó khó lắm rồi. Khó lắm luôn á bà. Ôi trời, Simmy qua tới tận đây luôn hả? Thôi xong rồi, Để tôi coi. Wow. Vâng. Trời ơi, tôi nói nó tức. Trời ơi, tôi nói nó tức. Tôi té hoài luôn rồi, trời ơi, tôi nói tức. Không sao được các bạn, cố lên. Hây, một cái đoạn cuối nào hỏi thật nhảy sao vậy? Trời má, các bạn này cách một xa mà lắc lắm luôn á. Tôi qua tới đây nè. Phong cận. Yeah, Phong cận đã qua được. Yeah, ta đã nói là ta sẽ chiến thắng mà. Ta sẽ chiến thắng cho ngươi coi mà. Ta ăn sao mà ta quên đây. Ôi. Ta-da. Yeah, mình đã chiến thắng rồi mấy bạn ơi. Yeah. Cái áo 100k đã thuộc về mình. Simmy phải mặc cáo đùa dẻ. Okay. Ok. Và chúng ta bắt đầu nhận phần thưởng thế nào. Ok các bạn ơi, và mình đã chiến thắng rồi nè. Vậy coi như là cái áo 100k đã thuộc về mình. Còn Simmy thì được áo 1k, thôi cầm đi. Đó, áo 1k. Trời ơi, tôi cố gắng hết sức luôn á. Còn mình được áo 100k nè các bạn ơi. Wow. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi mình mặc thử cái áo 100k này để cho các bạn xem thử nha. Áo Hero Team nha các bạn. Ok, đi xuống mặc thử cái áo này coi. Đi thôi nào, let's go. Ta-da, bạn ơi, bạn coi nè, mình đã mặc được áo Hero Team 100k nè các bạn nè. Mà thời luôn nha, tôi mặc áo màu trắng vô xong nhìn da tôi đen vậy nồi các bạn ơi. Đen gì? Đen xì luôn á trời nè. Áo Hero Team nè các bạn ơi. À, mặc áo nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Có bạn nào đã từng mua áo Hero Team chưa? Bạn đã từng mua hãy bình luận cho mình biết nha. Áo Hero Team rất là đẹp luôn và nó có hai màu nha các bạn, một màu đen và một màu trắng. Đúng rồi, có áo màu đen và áo màu trắng. Thì mình nghe nói á là áo màu đen là dành cho con trai, còn áo màu trắng là dành cho con gái. Nhưng mà mình lại mặc áo màu trắng. Nó hơi sai à. Thôi kệ. Nhưng mà mình lại thích màu trắng, hiểu không? Mặc màu trắng nhìn nó sẽ gọi sao ta? Làm da mình đen hơn. Ừ, đúng rồi. Ok đây. À, rất là đẹp luôn. Ta-da. Và cái chất liệu của áo này là bằng áo thun á, cho nên là mặc rất là mát và mặc rất là dễ chịu luôn đã. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Khoan từ để mình quay cam xuống cho thấy cái áo cái đó. BR cái áo. Không thấy. BR cái áo nè. Sao không thấy mặt mình luôn rồi. Quay lại. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của bạn Mèo Simmy đăng ký ủng hộ cho Mèo Simmy nha. Và đừng quên là đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Và ok, tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Và các bạn muốn mình làm thêm những video 1k và 100k về cái gì hãy bình luận cho mình biết nha. Bye bye. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Chuu.